Ông có còn nhớ ngày mà ông đâm chết người không? Người đi tù thay ông chính là người yêu của tôi đấy. Tôi đang nghĩ là không biết là nên đưa cái đoạn ghi âm này cho ai nhỉ? Cho giới truyền thông hay là đưa cho cái thằng con riêng của chồng cô? Anh dám. Tôi dám nhiều thứ lắm. Ông già của nó, cô đã xử đẹp rồi. Thế còn người yêu của nó thì đến bao giờ cô xử nốt đấy? Anh muốn gì? Nói đi. Không cần phải dài dòng. Tôi muốn nhiều thứ lắm. Quân là con tôi, không phải con anh. Không bao giờ. Ôi ôi. Không phải việc cô muốn hay là không muốn nhá. Mà ADN quy định điều đó không thể khác được. Lẽ ra tôi phải nhận lời cảm ơn của cô đối với tôi nhá, chứ không phải những cái lời láo xược như thế này. Hay là cô vẫn muốn sinh con cho kẻ đã giết người yêu của cô? Ông cũng không khác gì ông ta đâu. Khác chứ, tôi tốt hơn nhiều chứ. Trước tiên ấy, là tôi không có nhu cầu tình cảm đối với cô. Đối với tôi ấy, cô không cần phải nói dối, chỉ cần biết điều là được. Nếu như không làm gì, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ hồi phục. Tôi hỏi bác sĩ rồi, ông ấy có tỉnh cũng không gượng dậy được. Mà cứ ở cái tình trạng như thế này là tốt nhất. Bởi vì quyền thừa kế chưa được chuyển giao, thằng Duy thì chưa đứng vững, còn mẹ con có mẹ Nhung á, sẽ bị tống khứ. Rõ chưa nào? Em đi. Hoàng Kim có kế hoạch mở rộng một số sản phẩm và phụ kiện, chủ yếu là giày dép và túi xách. Hai cái sản phẩm này Hoàng Kim chưa tự sản xuất được, chủ trương là sẽ thuê gia công rồi gắn thương hiệu. Cho nên tôi muốn... Ông muốn nhập hàng qua một công ty tên là An Huy, sân sau của ông chứ gì?